Sáng ngày 10 tháng 9, ông Phan Quốc Khánh, Chủ tịch phường Vũ Lầu, thành phố Việt Trị, tỉnh Phú Thọ cho biết, tàu và xà lan đã trôi tự do từ thượng lưu sông Lô và mắc kẹt tại cầu Vĩnh Phú, nối liền hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng của hai tỉnh đã có mặt tại hiện trường để xử lý tình huống, đồng thời tạm cấm người dân và các phương tiện qua cầu để đảm bảo an toàn. Hiện tại, mực nước sông Lô đang dâng cao do xả lũ từ nhà máy thủy điện Tuyên Quang và thủy điện Thác Bà. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong ngày hôm nay, mực nước lũ trên sông Lô tại thành phố Tuyên Quang sẽ vượt mức báo động 3, trong khi tại Vũ Quang, Phú Thọ, mực nước sẽ dưới báo động 3.